Thưa quý vị, ở Hoa Kỳ này, người được xem là đưa những giai điệu dân gian Việt Nam vào trong khuôn khổ nhạc Tây Phương, đó là nhạc sư Lê Văn Khoa. Và còn hơn thế nữa, thưa quý vị, giới thưởng ngoạn tôn ông là người viết lịch sử Việt Nam bằng âm nhạc. Và trong nhạc phẩm sắp tới đây quý vị sẽ thưởng thức mang tên là Ngày Mai Chia Tay, với tiếng Anh là Memory. Trong nhạc phẩm này quý vị có thể thấy sự tự sự, tâm tình, giai điệu của người Việt Nam nằm trong đó, nhưng mà trong một cái khuôn khổ nghiêm nhặt của nhạc cổ điển Tây Phương. Và nhạc phẩm này sẽ được trình bày bởi giọng độc tấu số tiếng đàn cello của Thomas Lovas.